Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái dự án để các bạn đào cái đồng coin này hoàn toàn miễn phí nhé. Thì cái dự án này có tên là Start Network. Thì hiện tại mình đang chơi bằng Android, thì chút nữa mình cập nhật, nếu mà trên iOS nó có phiên bản thì mình cũng để ở mô tả video cho các bạn tải nhé. Trước tiên thì mình xin một phút để mình chia sẻ lại về cái dự án của cái ví Big Bag này nhé. Thì hiện tại bạn nào mà đang đào cái đồng này, đang chơi dự án này, là hiện tại nó mới có phần đào này nhá. Cái phần đào này thì các bạn cứ căn giờ của nó là 4 tiếng, các bạn vào đây các bạn đào một lần thì nhận được cái 50 cái đồng Satoshi này nhá. Cái đồng Satoshi này nó là đơn vị nhỏ nhất của cái Bitcoin này nhá. Đó đây các bạn, đây của mình thì còn 42 phút nữa mới hết giờ mới đào được. Thì mình không đào cho các bạn xem được, các bạn cứ vào đây các bạn đào ở đây nhá. Đây có chỗ mà cái chỗ đào này, các bạn đào Satoshi nhé. Ngoài ra thì các bạn điểm danh thì quay thưởng, thì có cái vòng thưởng này thì cứ mỗi một ngày các bạn vào đây quay một lần nhé. Thì con số nó ngẫu nhiên thì đa phần là mình quay chỉ được có 100 cái đồng Satoshi thôi nhé. Đó là cái dự án mà trước mình đưa lên, nó là cái ví Big Bag nhé. Thì các bạn nhớ là đào đây cho đỡ nhà phí cái chỗ này nhé. Chỗ này nó thưởng, mình cứ đào vào mình đào nhé. Rồi trước tiên để tặng cho bạn nào xem may mắn nhất thì mình sẽ mua một cái thẻ cào đây mình tặng cho các bạn nhé. Đây mình mua thẻ 20.000 nhé. Rồi ok, đây là cái mã thẻ cào thì mình để đây cho bạn nào mà xem đầu tiên may mắn nhất thì các bạn nạp được thì nạp, thì các bạn comment để bạn sau đỡ phải mất công nhập lại cái mã này nữa nhé. Và bây giờ thì quay về với video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái dự án này, các bạn đào cái đồng có tên là Start Network này nhá. Thì cái đồng này cái ý nghĩa của nó là nó sẽ nặng về cái phần mà tin nhắn như kiểu là Messenger các thứ đấy nhá. Nó phát triển về cái mảng như kiểu là tin nhắn, thì nó cũng nên lớn giống với cái hệ sinh thái của cái đồng mà mình đang đào, là cái đồng này các bạn nhá, cái đồng Vicom này nhá. Đó, nó cũng giống với cái đồng mà nền kinh tế này nhá. Đó, cái đồng MIC này nhá, thì nó cũng giống với cái đồng MIC này. Thì mỗi một cái app thì nó có một cái khác nhau, còn đồng này thì nó thiên về như kiểu là tin nhắn như ở Messenger các thứ nhá, nhưng nó là một đồng coin. Thì hiện tại thì mình đào thì cũng, khi mà mới đào này thì tốc độ nó còn khá nhanh nhá. Thì hiện tại app này nó chưa bắt KYC gì đâu, mình chỉ đào thôi nhá. Bây giờ mình chỉ đào, còn các bạn thể xác minh Facebook hay là xác minh mail, hai cái này thì mình bắt buộc mình phải nên xác minh để còn lấy lại mật khẩu sau này mất nhé. Xác minh mail việc lên làm các bạn nhé. Và Facebook còn hiện tại thì chưa phải KYC. Thì cái này mình sẽ là đào trong vòng là 24 tiếng mình vào, mình cái thanh này nó chạy hết trong đây các bạn nhé. Vào đào. Còn đây nó có cái mục mà rút để tăng sức mạnh nhé. Rút để tăng sức mạnh thì là 10, mình vừa rút rồi nó rơi vào tầm, đây nó bảo mình là đang là rút lại sau 11 giờ. Tức là ban nãy mình rút thì nó gần như kiểu là gần chưa đến 12 tiếng đâu các bạn nhé. 11 giờ bao nhiêu phút ấy, gọi là hình như là gần 12 tiếng ấy, là các bạn vào đây bốc thăm để mà tăng cái sức mạnh nhé. Khi các bạn vào bốc thăm thì nó sẽ ra cái như ở mình chơi đào vàng đấy. Có cái ông già ông gắp quả vàng thì mình gắp vào cái thưởng cái phần trăm đào ấy, thì nó sẽ cộng vào cái tốc độ đào của các bạn nhé. Hiện tại giờ mình vừa bốc thăm thì mình đang đào solo đấy các bạn nhé. Đào solo tốc độ mình đang là hai cái đồng này trên 1 giờ nhé, 2,1 đồng trên 1 giờ nhé. Thì các bạn lưu ý là cứ hết cái số tiếng này các bạn vào đây các bạn bốc thăm để được cộng cái tốc độ đào này. Và cứ 24 tiếng thì các bạn vào để kích hoạt một lần nhé. Thì cái app này mình không phải treo máy. Để tí mình kiểm tra, nếu mà nó có trên iOS thì mình sẽ để cái đường link tải cho các bạn luôn nhé. Và bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký. Như trước tiên thì ở đây nó có cả sách trắng ấy nhé. Sách trắng thì ở đây nó lại không có dịch tiếng Việt, rồi cuối video mình chụp ảnh màn hình mình dịch cho các bạn nhé. Sách trắng và liên hệ với chúng tôi và câu hỏi thường gặp này. Sách trắng đây mình click ra nó toàn tiếng Anh, thì cuối video thì mình chụp ảnh màn hình để mình cho các bạn đọc nhé. Còn bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký nhé. Thì cái đường link để mà đăng ký cái app này ấy, thì mình sẽ để ở mô tả video nhé. Khi các bạn click vào cái đường link thì nó sẽ ra giao diện như này, các bạn đăng ký nhé. Khi các bạn kích đường link, các bạn vào cái app mà nó dẫn tới app Set Play hay là app Store thì các bạn tải nhá. Tải xong thì các bạn nhớ cho mình là chọn đăng ký bằng cái tài khoản Google, chứ các bạn đừng có chọn Facebook nhá. Facebook thì dễ bị hack lắm nhá. Chọn bằng không chọn mail và chọn bằng cái Google nhá. Thì cái tài khoản Google nó vẫn là cái mail mình làm ra thôi nhá. Rồi đến cái bước này thì các bạn sẽ nhập cái mã, thì cái mã thì
Mình sẽ để ở mô tả video cho các bạn nhập vào nhá, cái mã này nhá. Ở đây thì nó cho bạn thay đổi tên nhá, tức là cái bên trên là cái tên mà nó hiện thị của mình, còn bên dưới là tên người dùng, cũng là cái mã giới thiệu của các bạn sau này nhá. Thì các bạn là sẽ đổi lại cái tên này của các bạn, các bạn muốn đổi tên gì thì các bạn đổi ở đây nhá. Rồi khi mà các bạn đổi xong tên mà các bạn đăng nhập vào thì bắt đầu cái lúc đầu tiên thì bảo mình bấm đây nhá, các bạn bấm vào đây nhá, bấm đây mà nó khởi thì chạy nó đào cái này nhá. Và khi các bạn bấm nó đào thì các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này bốc thưởng cái tốc độ đào, thì các bạn rút rút thăm nhá, rút để tăng sức mạnh đào nhá. Đó, khi các bạn rút vào nó có cái như kiểu mỏ vàng thế này, có cái chìa như kiểu là câu, bạn nào hay đào vàng thì các bạn biết đấy, kiểu đấy mình gắp vào cái quả bóng dưới này vào quả nào mà tốc độ bao nhiêu nó cộng, như mình gắp vào được cộng 5% nhá. Rồi khi mà các bạn đăng nhập được vào rồi thì các bạn cứ để ý cái số giờ này là nó chạy, thì các bạn hết đấy, 24 giờ các bạn vào bấm một lần, và bên dưới này cứ tầm 12 tiếng đấy các bạn vào đây các bạn rút cái tốc độ đào một lần nhá, bốc được nhiều càng tốt. Ngoài ra các bạn có thể lấy cái đường link các bạn share cho bạn bè cùng chơi. Ở đây là phần đường link, các bạn vào đây các bạn share nhá. Ở đây thì nó không phải là share link đâu, mà nó chỉ là share cái mã giới thiệu. Và cái mã giới thiệu nó cũng là bắt buộc này, nó cùng theo một cái nhóm đào nhá các bạn nhá, cùng theo một cái nhóm đào, và nó cũng là cùng theo một cái nhóm để vào chat sau này, nhóm chat nữa nhá. Cũng là vào để tăng tốc độ đào vào phần chat này nữa nhá. Thì sau này nó sẽ nằm ở cái nhóm chat ở đây đấy, cái nhóm chat mà khi mà mình mà thành một cái team chat đấy nhá. Ở cái sách trắng này thì mình có thể mình nó cũng khá là dài đấy các bạn nhé. Thì cái này thì có thể mình sau này mình cập nhật thêm khi có thông tin, mình chụp tạm một cái mình dịch qua cho các bạn thôi nhé, thì nó dài lắm. Rồi ở đây thì mình dịch một trang cho các bạn ấy, vì nó khá dài, nhưng mà theo mình nghiên cứu thì nó là hình thành theo hệ sinh thái như gọi là tin nhắn Messenger các thứ nhá các bạn nhá. Ở đây thì nó là giới thiệu này, sách trắng này, Start Network là mặt kỹ thuật tiền điện tử, bắt đầu với sự ra mắt của Bitcoin BTC vào năm 2009. Ngày nay hơn 4.000 loại tiền điện tử được công bố trên thế giới. Ngày nay là hơn 100 loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường trên $1. Mặc dù có sự phát triển đáng kể trong toàn bộ môi trường tiền điện tử trong suốt thập kỷ, nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của công chúng trên toàn thế giới kể từ giữa năm 2020. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, giá Bitcoin đã tăng trưởng lên 1,1% theo năm, và tăng trưởng theo năm này. Ở đây thì nó nói ý là nó làm một đồng tiền điện tử thôi, để nó lấy Bitcoin làm cái, như kiểu mình hiểu là nó lấy Bitcoin là một cái nền tảng để mà nó phát triển theo các bạn nhé. Thì cái này thì mình cũng có đọc sơ sơ về nó đấy, thì nó kiểu là cái nền tảng nó là vẫn là đồng tiền điện tử, nhưng mà cái mà về cái hệ sinh thái của nó ấy, thì là nó như kiểu nó thiên về là tin nhắn Messenger và các loại tin nhắn đấy các bạn nhé. Còn ở đây sách trắng nó khá là dài, thì mình đọc hết cho các bạn, nó cũng dài lắm, câu hỏi thường gặp thì nó cũng có, nhưng mà rất tiếc là cái app này nó lại không có tiếng Việt. Nếu mà đọc ấy, thì mình lại phải dịch từng cái mình đọc cho các bạn, thì nó dài video lắm. Thì để lúc nào mình chép ra mình dịch một thể rồi mình làm cái video sau cho các bạn biết về cái sách trắng này, cũng như là cái quy mô này của nó nhé, sách trắng và cái câu hỏi thường gặp của nó nhé. Còn bây giờ thì các bạn cứ đăng ký, các bạn cứ đào đã, hình thành của nó thì chưa có KYC bên lúc này nhé, mình chỉ xác minh mail thôi nhé, còn KYC thì chưa. Còn khi nào là mình sẽ dịch những cái sách trắng cũng như câu hỏi thường gặp thì mình update thêm vào một cái video khác để cho nó đỡ dài như video này nhé. Và đường link thì mình sẽ để ở mô tả video cho các bạn đấy, các bạn đăng ký nhé. Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.